Ngày hôm nay, nằm về hướng Tây, bùng cháy. Cháy giống như địa ngục trần gian. Nhiều đám cháy bùng phát vào ban đêm. Nằm về hướng Bắc ở Sacramento, thành phố Chico, chính phủ kêu phải rời khỏi. Trời rất là nóng, nhiều đám cháy nhỏ nhỏ, đủ hướng, đủ nơi. Chưa được 24 tiếng đồng hồ. Gió thổi mạnh làm cho cháy càng ngày càng nhiều, cháy hơn 70.000 mẫu đất. Nhà cửa, building, phần cháy. Nhà chức trách nói có người cố ý đốt đã bắt được một người đàn ông 42 tuổi ở Chico. Chiếc xe trái đẩy xuống dưới cái đèo. Đó là bắt đầu bị cháy ở đây. Ở bên ngoài Cohassus. trái đuổi hết tro bụi đầy trời. Chỗ này hồi lúc trước đó là nhà Bill County Crew đã tới đây rất là nhiều lần, tới nhiều chỗ khác nhau để ráng dập tắt. Chặn được chỗ nào thì chặn, hy vọng trái không có lan tràn càng ngày càng nhiều thêm. Từ California cho tới Canada, cả tháng trời không mưa, còn thêm khô khang. Làm cho nằm ở hướng Tây, trở thành những cái hộp diêm dễ cháy. Oregon, cái đám cháy này là cái đám cháy lớn nhất. Bắt đầu cháy, hồi tuần rồi bị xét đánh cháy 250.000 mẫu đất. Đám cháy lớn tới độ nó tự tạo ra thời tiết riêng Quá nóng nó biến trở thành là bão làm kéo cho bụi đi càng xa hơn nữa. Trong lúc này, chữa lửa, 22 tiểu bang đã tới giúp đỡ. Thành phố Alberta, Canada cũng bị giống giống như vậy. Thành phố Jasper, nhìn thấy giống như ngày tận thế, lửa cháy, khói bay đầy trời. Cháy càng ngày, càng nhiều tới. Khói quá dày, nó ảnh hưởng không khí tới nằm về hướng nam ở Colorado. Trên trời, nguyên một dàn mây tối thui làm ngập hết. Trở lại cái thành phố Chico đám cháy chưa có kiểm soát gì được hết. Hiện tại, chính phủ ở đây vẫn chưa người ta rời khỏi. Chạy trốn khỏi cái đám cháy này càng sớm càng được an toàn. Trong lúc này, lửa cháy vẫn còn cháy tiếp tục. Chuyện này, nó giống như chuyện xảy ra 6 năm về trước. Cháy rừng đã làm cho 85 người đã bị chết. Cháy khoảng chừng 90% thành phố. Paradise. Một số người sống ở Paradise đã chạy tới thành phố Chico để sống. Cách thành phố đó tới ngày hôm nay lại bị đe dọa trái rừng tới.